shopmitsutv.com, đăng nhập vào shop nhận ngay 10k miễn phí. Đặc biệt khi chúng ta nạp tiền và quay kim cương có cơ hội nhận được x2 vào tài khoản nhá. Anh em nào mà chúng ta đang muốn có nhiều kim cương còn chần chừ gì, không vào ngay đi anh em ơi. Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Và mình chúc anh em có một ngày mới thật vui vẻ nhá. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em trong cái mùa dịch này mà chúng ta lại kiếm được 500.000 thẻ Garena hoàn toàn miễn phí nhá. 500.000 Garena là tương đương với 3.000 kim cương rồi đấy. Ok chưa? Rồi thì đầu tiên trong ngày hôm nay cũng có khá là nhiều những cái mới. Đầu tiên mình chắc là mình sẽ nhận quà theo cực nhỉ, thôi để đây đi. Xíu là mình sẽ nhận quà sau, nhận cái phần thẻ tuần trước này. Đây, thẻ tuần nhận rất là ngon nhá. Đó thì bạn nào mà có điều kiện thì chúng ta có thể nhận. Hôm qua mình còn chưa nhận quà này. Đó, bạn nào mà có điều kiện thì chúng ta có thể đăng ký thẻ tuần và thẻ tháng để chúng ta nhận những phần quà nó rất là ngon như thế này. Theo mình thấy là nó rất là ngon luôn nhá. Rồi tiếp theo thì ngày hôm nay thì chúng ta mới có một cái vòng quay mới, đó chính là vòng quay khủng long. Thì ở trong đây thì mình cũng có trang phục khủng long Zilla rồi. Ui, rất là nhiều bộ đẹp luôn nè, khủng long huyền thoại này, rồi khủng long gà này, đó rất là nhiều trang phục khủng long luôn anh em nhé. Đây thì chúng ta có hiệu mảnh ghép xuân luôn này, kèm theo là chúng ta có thêm kim cương. Từ để mình xem là chúng ta sẽ, ok chúng ta quay test thử nhá, mảnh nhân vật này. Rồi ok, quay test thử gọi là 10 lần xem nào. Để xem chúng ta trúng được cái gì nhá. Chúng ta trúng được một huy hiệu mảnh ghép xuân. Từ từ để mình xem cái quy đổi huy hiệu này chúng ta quy đổi mất bao nhiêu nhá. Ui, mình cứ tưởng là quy đổi mất ít cơ, mà quy đổi mất nhiều phết nhá. Mất hơi bị nhiều luôn đấy. Ok, rồi một huy hiệu. Mà hình như là khi mà chúng ta trúng huy hiệu là chúng ta bị reset lucky anh em nhá. Đó, trúng thêm một cái nữa này. Chúng ta trúng cái này là bị reset lucky đấy. Chúng ta lại trúng thêm này. Lại trúng nữa này. Đó, theo mình là cứ một lần là chúng ta sẽ trúng một huy hiệu nhá. Nếu mà chúng ta xui ấy, một lần chắc chắn là chúng ta sẽ trúng một huy hiệu. Đó anh em thấy chưa? Cứ một lần là chúng ta sẽ trúng một huy hiệu nhá. Đó, theo mình là như thế. Lần nào trúng một huy hiệu luôn. Để mình quay test thử một cái kim cương xem nó như thế nào nhá. Rồi thì mình quay lỡ hơn một cái kim cương rồi các bạn. Ok, hình như là chúng ta trúng toàn hộp súng là nhiều thôi. Và cái này thì chúng ta trúng được 13 cái mảnh ghép xuân à, tức là chúng ta khoảng 20, khoảng hơn 2.000 kim cương anh em nhá. Chắc tầm khoảng đó đó, chúng ta phải hơn 2.000 kim cương thì chúng ta mới đổi được sang một bộ trang phục nhờ. Ui, chát thế nhờ. Ở đây nếu mà chúng ta trúng thêm, ui, vừa nói luôn, trúng được skin súng luôn anh em. Skin súng MP60, M60 kim xà đó. Mình bảo là nếu mà trúng được skin súng thì mới có lời. Thì đúng là trúng skin súng thật luôn. Được nhờ. Quá là khá luôn anh em. Đó, giờ mà trúng thêm một skin súng nữa này. Ok, nhưng mà hình như là có vẻ là khá là khó để chúng ta trúng thêm một cái nữa. Ôi, lại trúng thêm được anh em ạ. AUG thời không. Vậy là lời. Vậy là lời nha. Lời nha, lời nha, lời nha. Theo mình đánh giá là lời rồi nha. Anh em thấy lời không? Lại bảo không lời đi. Trúng nữa này. Vậy là không trúng nữa rồi. Lại bảo không lời đi anh em. Quá là lời luôn đấy. Ok, vậy là chúng ta trúng được như thế là theo mình đánh giá là chúng ta quá là lời rồi. Quá là ngon luôn rồi ấy, chứ đừng bảo là lời nữa. Đó, ok. Vậy là mình cũng đã đưa đến anh em trải nghiệm cái vòng quay khủng long mới đây nhá. Kèm theo thì chúng ta cũng có vòng quay đó chính là skin súng hoàng tử máu này. Đây, mình sẽ quay luôn nhá. Test luôn xem nào. Rồi, 10 lần nữa này. Chúng ta trúng được format pháo hạm. Rồi, chúng ta vẫn chưa trúng được anh em à. Ui, mình lỡ tay mình nhấn 600 kim cương rồi anh em à. Ui, tiếc thực sự luôn á. Trời ơi, lỡ tay nhấn bay mất 600 kim cương luôn. Nghèo ơi.
Vậy lúc nãy có 10 lượt mà mình không quay kìa, dại thật đấy. Trời ơi, lỡ nhắn 10 lượt bay mất 600 kim cương, tiếc quá. Đây mình sẽ quay tiếp cho anh em xem nhá. Lại mất thêm 60 kim cương rồi. Dạo đi nhắn kiểu gì mà toàn nó kiểu như là bị quen tay ấy. Ok, vậy là mình đã đưa đến anh em một số thứ mới trong ngày hôm nay nhá. Tốn khá là nhiều kim cương anh em ạ. Rồi tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách cho anh em có thể nhận được cái thẻ Garena 500.000 hoàn toàn miễn phí, cực kỳ dễ và đơn giản nhá. Đây, tiếp theo mình đưa tới anh em đó chính là một cái sự kiện liên kết Free Fire đăng nhập nhận quà rất là ngon. Thì áp dụng cho những người chơi ấy, những người đăng nhập vào Boza lần đầu liên kết tài khoản Free Fire xem đủ 30 phút nhá, sẽ nhận được một trong những phần quà cực kỳ xịn sò, đó chính là 5 kim cương, thẻ Garena 500.000, khẩu súng Boza và MAG7 phán quyết nhá. Khẩu MAG7 này ấy, là sơ kiến súng bình vỉa luôn anh em nhá. Rồi thì cách như thế nào để chúng ta gọi là nhận được cái phần quà này thì ok, anh em sẽ truy cập vào trang web boza.live được cho anh em. Sau khi mà vào đây thì anh em sẽ gọi là chúng ta đăng nhập vào đây. Ui, từ mình đăng xuất ra khỏi cái này để anh em nhé. Đây thì chúng ta sẽ đăng nhập vào trong đây nhá. Đó, ok. Sau khi mà chúng ta đăng nhập vào trong đây ấy, thì anh em sẽ vào liên kết tài khoản, vào tài khoản này. Xong thì anh em sẽ liên kết cái phần này. Đây, mình zoom lên cho anh em xem nhé. Đó, thì anh em sẽ liên kết ở cái phần tài khoản Free Fire này, FPT này. Đó, mình thì ở đây mình đã có liên kết tài khoản rồi anh em nhé. Thì sau khi anh em liên kết tài khoản xong ấy, chúng ta sẽ ra, chúng ta xem live của ai đó khoảng 30 phút. Đó, anh em nhớ là xem live 30 phút nhá. Thì sau khi mà chúng ta đã xem live 30 phút xong rồi thì anh em sẽ nhận được rất là nhiều những cái phần quà. Và cái phần quà ngẫu nhiên thì anh em cũng có thể thấy là đây, phần quà ngẫu nhiên nhá, có kim cương này, thẻ Garena 500.000 này, hộp súng này và MAG7 phán quyết. Thì anh em nhớ là chúng ta phải là gọi là xem 30 phút nhá, xem live 30 phút đấy. Và các phần quà sẽ được gửi về về từ thời gian sự kiện và kết thúc sự kiện à. Các phần quà của sự kiện sẽ được gửi về kể từ thời gian sự kiện kết thúc anh em nhé. Đó, nhớ là như thế. Ok, và đó anh em nhớ là chúng ta liên kết vào để chúng ta có thể nhận được những cái phần quà trong đây. Rất là ngon luôn anh em, đó rất là ngon luôn nhá. Thì mình hiện tại mình cũng khá là lâu mình không like ở bên đây rồi, chắc là sắp tới thì mình sẽ quay trở lại. Ok, và anh em nhớ là đang xem tới đây vào kênh mình, follow kênh mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và bye bye anh em, hẹn lại anh em trong clip tiếp theo nhá. Bye bye.